Xin chào, em là Huyền, phụ trách kinh doanh công ty Đông Phương. Hôm nay, em xin giới thiệu đến các anh về chiếc máy đục tượng gỗ 4D phiên bản mới nhất hiện nay tại Đông Phương. Máy đục tượng gỗ 4D là dòng máy CNC 40 đồng thời cao cấp tại công ty Đông Phương. Máy có cấu hình hiện đại và độ bền vững cao. Phần khung máy vững chắc, trọng lượng máy hơn 2 tấn tạo sự ổn định và vững chắc khi máy gia công những sản phẩm có kích thước lớn. Dẫn hướng các trục XY sử dụng dây trượt vuông TPI Đài Loan phi 25. Dẫn hướng trục A sử dụng dây trượt tròn phi 50. Máy đục tượng gỗ 4D sử dụng hệ điều khiển CA400 tiếng Việt, hoạt động 4 trục đồng thời, dễ dàng vận hành và thao tác. Hành trình làm việc của máy 2m6 x 1m4. Số đầu đục có thể lựa chọn từ 4 đến 12 đầu. Động cơ điều khiển XYZ là AC sạc vô. Củ đục 2,2 kW, đục sâu tối đa 7 cm. Với thiết kế hiện đại và linh kiện nhập khẩu toàn loại tốt, khổ máy này rất ít khi xảy ra lỗi lầm, hoạt động rất hiệu quả, độ chính xác cao. Sản phẩm mịn, đẹp, tinh xảo, thời gian gia công nhanh, năng suất nhiều hơn so với đục thủ công. Mua máy, khách hàng tặng kèm kho mẫu lên đến 5.000 file mẫu có sẵn, vẽ mẫu miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. Để nhận tư vấn và báo giá, xin liên hệ hotline 0966 99 88 98, 0981 69 99 89, gặp Mít Huyền. Nhớ đăng ký kênh YouTube của em để cập nhật những video mới nhất nhé!